Ngày 1 tháng 12, đoàn từ thiện Phật giáo Đồng Nai đã đến thăm hỏi và tặng quà cho người dân tại chùa Phổ Đức, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành. Mở đầu buổi trao quà, Đại Đức Thích Nhuận Nghi, trụ trì chùa Từ Đức, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, trưởng đoàn từ thiện đã bày tỏ những tình cảm của chư tôn đức tăng và quý Phật tử tháp tùng trong đoàn đến bà con. Đại Đức chia sẻ, vừa qua khi hai tin thiên tai xảy ra tại miền Trung gây ra sự mất mát, tổn hại đến đời sống vật chất của bà con nơi này, chư tăng và Phật tử chùa Từ Đức, người xa kẻ gần, của ít lòng nhiều cùng chung tay cho chuyến từ thiện. Đó là tình thương gửi gắm cho bà con nơi đây. Đoàn đã tặng 100 suất quà, mỗi suất bao gồm mền, áo ấm và phong bì tiền mặt 1 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn cũng cúng dường Tam Bảo chùa Phổ Đức. Được biết, trong chuyến từ thiện này, đoàn còn trao tặng quà nhiều điểm tại tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam với hơn 1.000 suất quà, tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Thay mặt chùa Phổ Đức và bà con nhận quà, Đại Đức Thích Tâm Tiến, Chánh Thư Ký Ban Trị Sự Phật Giáo huyện Núi Thành, trụ trì chùa Phổ Đức đã phát biểu cảm ơn đoàn từ thiện.